This meeting is being recorded. Con cảm tạ ơn cha, cảm tạ ơn Chúa vì sự dẫn dắt của Ngài trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, Chúa ơi, chúng con lại được quỳ dưới bệ chân của Chúa để dâng những điều tốt đẹp, để lắng nghe những sự dạy dỗ của Ngài, Chúa ạ. Chúng con yêu Ngài. Nay chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Xin Chúa soi sáng dẫn dắt chúng con để lời của Chúa làm chủ trong đời sống của chúng con, làm chủ trong môi miệng của chúng con. Cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Chúng con yêu mến Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Mình có hát không? Gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng. Người gieo giống bất bại hạt giống trên đường. Và muôn chim tung bay xa xuống săn nhau ăn mất hạt vàng. Một hạt vàng tung rơi trên đường đi muôn người. Người ơi. Hãy nắm chắc lời đi. Hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình và hạt giống tung rơi trên đá soi trời vầng sáng nắng trôi hạt giống ra đi không mất hạt vàng tung rơi trên soi đá muôn vàn. Ơi, hãy nắm chắc lời đi, hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công. Người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình và hạt giống rơi trên gai góc bên đường. Và gai góc vươn lên sông bóng lên vô ngọt gương hạt vàng tung rơi trên gai góc bên đường. Hãy nắm chắc lời hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công. Người gieo giống rất giống ra đi và hạt giống đang rơi trên đất hoa màu và mọc lên xanh tươi hạt vàng rơi trên mảnh đất hoa màu. Hãy kiên tâm bền vững thì nắm chắc thành công. Con tạ ơn vì Ngài vẫn yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài thương thân sóc con. Con yên lòng con. Con trên mỗi con đường thấy Ngài dìu con đi. Con tạ ơn Chúa vẫn yêu thương con. Con tạ ơn Chúa Ngài thương thân sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài, được sống trong Ngài, cuộc đời con luôn thỏa vui. Cuộc đời con luôn thỏa vui.
dù năm tháng dòng đời vẫn luôn trôi qua, cho dù bão tố dòng đời vẫn bay phu con, nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con luôn. Amen. Hỡi con gái đồng trinh của Babylon, hãy xuống ngồi trong bụi đất. Hỡi con gái người canh đê, hãy ngồi dưới đất. Ngươi chẳng có ngôi nữa, vì từ nay về sau ngươi sẽ không được xưng là dịu dàng yểu điệu nữa đâu. Hãy lấy cối xay và đi xay bột, hãy bỏ lúc kéo và vén vạt áo đi để trần chân đặng lội qua sông. Sự lõa lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy. Ta sẽ làm sự báo cứu không chừa ai hết. Đấng cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng Thánh của Israel. Ơi con gái của người canh đê, hãy ngồi làm thinh, trốn trong nơi tối tăm, vì từ nay về sau ngươi sẽ không được gọi là chủ mẫu của các nước nữa. Ta sẽ nổi giận nghịch cùng dân ta, làm ô uế sản nghiệp ta, và phó hết chúng nó trong tay ngươi. Nhưng ngươi chẳng từng dùng sự thương xót đối với chúng nó, đã tra ác nặng trên người già cả. Ngươi nói rằng ta sẽ làm chủ mẫu luôn. Ngươi chẳng để những sự ấy vào lòng và chẳng nghĩ đến cuối cùng sự đó. Với người sung sướng ở yên ổn, bụng bảo dạ rằng ta đây, ngoài ta chẳng còn ai, ta sẽ chẳng quá buồn, chẳng biết mất con cái là gì. Này bây giờ hãy nghe đây. Cùng trong một giây phút, trong một ngày, hai nạn ấy là sự mất con cái và sự quá buồn sẽ xảy đến cho ngươi. Hai nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi khi ngươi làm tà thuật rất nhiều và có lắm quyền của phù chú. Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan thông biết của ngươi đã phỉnh dỗ ngươi, và ngươi tự nói trong lòng rằng ta đây, ngoài ta chẳng còn ai. Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi mà chẳng biết từ đâu. Hoạn nạn sẽ đến cho ngươi mà chẳng từ được. Sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước. Vậy ngươi hãy đứng lên, dùng những tà thuật với vô số phù chú mà ngươi đã lập từ khi thơ ấu. Có lẽ ngươi sẽ được lợi, và có lẽ nhân đó ngươi sẽ đáng sợ chăng? Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu trước, vậy những kẻ hỏi trời xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau. Bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ vì lửa thư đốt. Họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa. Lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kề một bên. Kìa, những sự mà ngươi đã làm khó nhọc thì đã trở nên như vậy. Những kẻ buôn bán với ngươi từ thuở nhỏ, ai về chỗ nấy, chẳng ai đến cứu ngươi hết. Amen. Amen. Sure.
Chúa. Thì qua cái đoạn của Esai 47, ở đây lời tiên tri về sự đổ nát của Babylon, mà cảm tạ Chúa khi anh chị em mình được ở trong sự dạy dỗ của Hội Thánh Trời Thương, và Chúa đã tỏ ra cho mình biết được cái Babylon là gì, và biết được về Babylon. Nếu như một người mà đã được sinh lại, được có mối tương giao với Chúa, thì được Chúa bày tỏ như người thầy giáo của mình đây. Và khi mình đi ở trong cái dòng chảy đó, mình được có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa, thì Chúa càng tỏ cho những con cái yêu mến Chúa về cái sự bí mật của Chúa, để từ sau, bởi vì mình là người của Ngài, Ngài dạy dỗ, Ngài bảo quản mình, và Ngài chỉ cho mình thấy được những cái sự nguy hiểm, để mà khi mà được gần gũi với Ngài, để Ngài tỏ bày, thì cái sự nguy hiểm nhất ở đây đó là Babylon đó. Và khi được tỏ bày, mình thấy được đó là Babylon, là cái con người cũ của mình, nó lộn xộn ở trong, nhiều khi phạm tội xong còn giấu tội nữa, không cho ai thấy đó. Thì đó là cái tính chất của Babylon đó. Thì ở đây qua cái chú nói ở cái câu ở đây, lời tiên tri sai nói là Babylon, hỡi cái đồng tri Babylon, đây là cái lời mệnh lệnh quát nạt của cái Babylon này, là chỉ có phán quyết thôi, là cái cách của Chúa phán quyết cho Babylon mà hãy ngồi xuống trong bụi đất. Mình biết bụi đất ở đây rồi, bụi đất là gặp nhấm những cái sự mà dơ bẩn, sự đổ xả của Chúa xuống trên đất. Rồi Chúa mà mình biết cái chỗ đứng của nó rồi, nó không còn là một cái nơi mà chinh trống trắng của Chúa nữa đâu. Nó chỉ tại vì ở đây đồng trinh thì chắc em nghĩ là nó chưa có tới cái ngày giờ của nó thôi. Ngày giờ của nó sẽ Chúa sẽ hủy diệt. Còn bây giờ thì nó còn đang mỗi ngày cái Babylon này nó còn đang hoành quyền cái sự xa hoa của nó, là nó làm mờ mắt cho cả thế giới mà. Thì mình nhìn theo cái kiểu bề ngoài thì là như vậy. Và câu số 2 cũng như là câu số 3 thì Chúa nói về cái ngã lớn đó, đó cái điều mà phải chịu, phải chịu cho nó lột, sẽ lột sạch cái lột ra cái bản chất của nó, sự lõa lồ của nó. Và anh chị em mình cũng thấy được khi mà một Babylon này nó là một cái phù mà, thì nó cũng có trợ một nó là ma quỷ. Mà bây giờ nếu mà một người giống như là mình là người vợ thì chẳng có người là Chúa Giêsu, khi một người đã đi đến với nhau, con người được sinh lại và sống trên cái con đường Chúa đó, thì mình mới thấy được rằng cái sự chiến trắng trắng của vợ mà là hộ thai Ngài, được Chúa yêu Ngài, thì mình phải giữ sinh linh Chúa như nào. Mình cũng không thể nào để mà cho cái danh vọng cũng như tiền bạc cũng như phỉnh phờ mình, để mà rồi mình mất đi cái sự chiến trắng với Ngài. Khi mà đã là một con người đã dâng mình cho Ngài rồi, thì tất
xảy ra. Em biết là phone của em còn nghe được hay không ạ thầy? Nghe được. Ồ, vậy em tưởng nó tắt, nó mới nổi lên. Vâng. À. Thì mình mới giữ được cái áo trắng, và khi mình dâng mình là làm Chúa đã cho mình cái áo là chính Ngài, giống như Phaolô ông nói anh hãy mặc lấy đấng Christ đó. Thì mình mặc lấy đấng Christ là người chồng, bản chất của người chồng, để mà mình mới có sự chính trắng mà để mà thực thi những cái công việc mà người vợ đó là có trách nhiệm để mà thực công việc của người chồng khi mà Ngài trở về trời, Ngài để lại cái công việc đó cho người vợ. Còn ở đây thì cái người vợ của ba là người Babylon, đây là chồng của nó là ma quỷ, thì nó cũng có những cái quần áo lột trần của cho nó đây vén ra, Chúa sẽ lột trần những cái ngày tháng đó. Nhưng mà nếu cái người trong Babylon cùng với cá nhân con người cũ của mình, nếu khi đụng trật những cái việc gì Chúa cũng lột trần mình đó, thì mình cũng nhìn thấy được cái sự vã lồ của mình đó, để mà ăn. Nên mà qua cái điều đó Chúa lại cho mình phải mang nó theo, mà con người cũ mà. Thì khi có cái đời sống như vậy thì mình phải làm sạch, và mình phải biết cách để mà giữ cái sự chính tiết, giữ sự mà từ khởi đầu cho tới giữ chọn được cho Ngài, cho tới cái ngày mà khi Chúa Giêsu trở lại. Còn nếu không thì mình cũng lộn xộn. Hôm nay hứa, tháng qua thì tới lúc có cái việc gì trong cái đời sống, hoàn cảnh gì khó khăn xảy ra thì mình lại mất đi cái lời hứa với Ngài, cũng như là lại đi theo cái con đường cũ. Mà rất là, đó là cái điều mà Chúa cho mình nhìn thấy để mà rất là cặn kẽ. Thì những con người giữ mình như vậy rất là mạnh. Thì hôm nay mình cứ cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Thì khi mà một con người mà được dâng mình cho Chúa, làm theo mạng lệnh của Chúa, thì mình mới thấy được cái lời của mình đánh đúng chuẩn, như ông, như Phaolô, ông cũng dạy cho con hội thánh của Chúa, những người tin, những cơ đốc nhân, đó là đánh trận. Ông đưa trao cho những cái vũ khí, những cái bộ binh giáp, và ông chỉ cho cách đánh để mà mình đừng có đánh vào không khí. À, như ông cũng đã làm gì, ông cũng nói mình bắt trước ông mà, bởi vì ông cũng đã bắt trước người chồng. Sự lõa lồ ở đây em thấy rất là quan trọng luôn. Khi mà mình thấy được cái nền đạo đức của cái thế gian á, càng ngày càng tệ. Khi em đọc đây em mới thấy được làm sao mà khi mà con người phạm tội á, và Adam và Eva phạm tội, cảm thấy mình trần truồng á, thì Chúa lại mặc, Chúa giết con thú và Chúa mặc áo cho ông bà. Mình thử ra đó là cái điều mà ở đây mình mới thấy được cái mà Chúa mặc cho bây giờ. Nhiều khi mình mặc những cái quần áo ở đây thì chỉ mặc vậy thôi, chứ trước mặt Chúa nếu mà mình không có tấm lòng trong sạch thì những cái quần áo này đâu có che được tội lỗi, nó cũng sẽ lõa lồ ra thôi. Nhưng mà khi mà những cái con người mà còn sống ở con người cũ đó thì cũng thích show ra lắm. Đó là mình thấy khi mà mình những bây giờ nè, thời đại bây giờ nè, người ta thích mặc cái gì cũng phải hở ra đó, tất cả những cái đó nó mà nó đi ngược lại cái ý muốn của Chúa. Chúa thì muốn mặc lại để cho con người đừng có lõa lồ, nhưng thế gian và con người thì lại thích phải phơi bày ra những cái sự lõa lồ. Ồ, mà họ lại không biết mà nhiều khi bị những cái thần cảm giả mạo thôi. Và những con người mà của Chúa cũng vậy, thì những càng kín đáo ở trong cái bản chất, trong tâm hồn cũng như từ ở trong, thì mình mới ra cái vẻ bề ngoài được.
Còn nếu không thì mình cũng đi tìm những cái áo hở thêm cái này chút xíu để mình mặc vào. À, phải hở ra một cái gì đó. Nhưng mà cái tấm lòng của mình mà đã chinh chinh trắng cho Ngài, giữ mình cho Ngài rồi đó, thì mình biết cái phong cách của Chúa để mà từ cái cư xử cũng như là từ cái tính cách của mình cảm tạ Chúa, để mà mỗi ngày mình nhìn thấy cái Babylon nó ghê tởm như thế nào thì mình cũng phải càng dinh giữ mình cho người chồng càng hơn nữa. Thì mình cũng đã thấy được cái nơi chốn của Babylon rồi, nó ở đâu rồi, ở câu số 9 đó. Đó, ở đây là thành thử ra những cái mà nó bị thần cảm giả mạo mà. Nó che lấp được cái sự như là cái sự ngạo mạn lên mình của nó đó. À, sẽ là mất trắng, mất đi những cái con cái quá mất đi cái con cái của nó và sự quá bủa. Ở đây nếu như một con người cơ đốc nhân và hội thánh của Chúa mà không có cái bản tính chất của Chúa mà cũng là có cái sự kiêu ngạo, thì cái sự ra đi mà để mà mình có những cái con cái, sự dạy dỗ về con cái thiêng liêng của mình để mà cơ nghiệp các dân các nước của mình, thì mình cũng mất trắng lắm. À, nhiều khi đây là mình, tại vì mình không có nhận được cái sự sáng của Ngài, thì mù mà rất đoàn mù thì cũng sẽ mất trắng thôi, đâu có cái giá trị với Chúa đâu. Thì cảm tạ Chúa khi mà mình càng ở với Chúa và Chúa tỏ cho thấy được cái Babylon nó quá là khủng khiếp, thì mình sẽ thấy được cái giá trị mà Chúa đổ máu để mà Chúa lôi mình ra khỏi Babylon. Chứ không thôi mình chỉ có nhìn vọn vẹn Babylon ba cái thần tượng, không bao giờ những cái nó đơn giản như vậy hết. Babylon là nguyên là cái bản chất của những cái nọc độc của rắn, nó đã nằm ở trong đó rồi. Thì chỉ cần làm lớn mạnh ở trong Chúa một con người mới, thì mình có cái thẩm quyền để mà trị nó, cái trị trừng trị cái Babylon này, và mình biết cách trừng trị nó nữa. Cảm tạ Chúa, khi mình càng lớn mạnh bao nhiêu thì mình không có bị cái con người Babylon chỉnh dỗ mình, và mình cũng lôi nó ra luôn. Nó trốn ở đâu, phạm mình có phạm lỗi với Chúa là mình bày tỏ ra liền, mình không có trốn, mình không có chối đổ thừa. Thực ra đây là cái việc là và cái sự khôn ngoan của Babylon là khôn ngoan giả mạo. Cảm tạ Chúa cho anh chị em mình tiếp tục làm lớn mạnh cái con người mới, để mà không rơi vào những cái tai vạ. Và cái câu 12 cũng thấy được cái sự tà thuật của nó, nhìn ra những cái nhìn càng đọc tới Babylon càng được sự dạy dỗ ở nơi thầy cái con người Babylon, để mà mình đánh trận mỗi ngày mỗi sáng như vậy đó, mình sẽ thấy được cái đúng là Chúa cho mình view lại cái con người Babylon nó như thế nào. Nó chính là mình ở cái lúc mà mình chưa tin nhận Chúa thôi. À, cho dù là cái mức độ nào. Tuy là tôi không có phải là mức độ ăn chơi, hoặc là mức độ ham tiền, hoặc là mức độ tệ hơn như những con người khác, nhưng mà Chúa sẽ vạch cho mình thấy được cái mức độ của mình. Mình nghĩ ý tưởng là hơn người, đỡ hơn người khác, nhưng Chúa cũng cho mình đứng cái vị trí mình thấy được cái mức độ của mình nó cũng ghê tởm. Tại vì đứng ở trong Babylon là Chúa sẽ vạch ra cho mình thấy được cái con người cũ, để mà nhờ đó mình với sống cái đời sống thanh sạch được, khi mà được tiếp nhận Chúa, được dâng mình cho Ngài, dám trả giá cho Ngài. Tại vì khi bước đi theo Chúa là dâng mình và dám trả giá thôi, thì mình mới thắng được Babylon thôi. Chứ không có khi mà mình không có cái sự dâng mình và dám trả giá và hứa nguyện với Ngài rồi đó, thì Babylon nó dụ dỗ là đi hai hàng liền. Thì ở đây mình mới thấy được đó, hồi xưa con người Babylon nó cũng thích đi những cái thờ những cái sự bói toán như vậy. Nhưng mà cái bói toán ở đây là nó khi những cái hội thánh là
cũng là cái sự phù phép qua cái sự cầu nguyện phù phép nữa, chứ không phải là vấn đề việc là đến những cái nơi bói toán tà thuật. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của mình cũng là tà thuật, là gian dâm, đưa những cái mục vụ hơn cả Chúa nữa. Thì ra ở đây cái cầu nguyện nghĩ tới Việt Nam, cầu nguyện cho Việt Nam được giải phóng khỏi những cái Babylon của các tôn giáo, nhưng mà cũng phải càng cầu nguyện cho hội thánh ở Việt Nam mình càng hơn, để mà hội thánh mới nhìn thấy được cái vị trí của mình đứng, để khi mà Chúa đã giải thoát, giải phóng Việt Nam ra khỏi cái sự u mê tăm tối của cái đảng quỷ cộng sản này rồi, thì hội thánh là con cái Chúa phải là những người trách nhiệm để đứng mà khoán xuyến, là những con người mà lãnh tụ lãnh đạo là cho cái dân cho các dân cho dân tộc Việt Nam của mình. Còn nếu không thì nó cũng có những cái tàn dư của giống như là cái chế độ Nga với lại Ukraine, Chúa đã cho mình nhìn thấy được rồi. Cảm ơn Chúa ở đây, Chúa dạy dỗ cho mình nhận ra được Babylon, bản chất của Babylon nó lộn xộn, nó ghê tởm như thế nào. Cảm ơn Chúa, trong này em cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Ô lạy Cha dấu yêu, chúng con cảm tạ ngợi khen Cha. Cha ơi, Cha đã thương yêu chúng con, Cha dạy dỗ chúng con, Cha huấn luyện chúng con, Cha sửa chỉ chúng con sau khi mà chúng con được sinh lại từ nơi Ngài, qua sự đổ huyết của Chúa, qua sự chết treo của Chúa, qua sự sạch của Chúa Giêsu, và chúng con đã thừa hưởng được Cha. Và mỗi ngày đây chúng con cùng với Đức Thánh Linh để làm mạnh với con người mới của chúng con, ngày càng mạnh mẽ. Con người mới bao nhiêu thì chúng con nhìn ra được cái con người Babylon ở trong chúng con là con người cũ ghê tởm bấy nhiêu, Chúa ạ. Thì khi chúng con nhìn thấy nó ghê tởm thì chúng con mới có một cái sức mạnh để chúng con tránh xa chúng, Chúa ơi. Không những như vậy, chúng con còn có những cái kỹ thuật đồng đi với Ngài để mà Ngài làm cho chúng con lớn mạnh cái con người mới, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, không những như vậy, Chúa còn cho chúng con biết được cái giá trị và thẩm quyền của chúng con, để mà cho chúng con cứu những dân tộc Việt Nam của chúng con ra khỏi được cái hệ thống của Babylon, cho hết tất cả cái hàng giáo phẩm, cho các tôn giáo và những cái thuyết của cộng sản, cũng như là thuyết con rồng cháu tiên. Cho ô Chúa ơi, Chúa là đứng chăm sóc, Chúa quan tâm với dân tộc Việt Nam của chúng con, thì chúng con cũng vậy, Chúa không ngẫu nhiên mà Chúa sinh trưởng chúng con ra ở dân tộc Việt Nam của chúng con, để chúng con nói lời chúng con nói tiếng Việt, để mà chúng con công bố những lời quyền năng của Chúa. Chúa những con chúng con cũng cầu nguyện cho con cái Chúa và những hội thánh của Chúa ở Việt Nam, để họ không còn u mê nữa. Họ cứ nghĩ là họ được sinh lại từ trên cao, có citizen của nước trời rồi, nên không quan tâm những gì của thế gian. Chúa ơi, đó là sự mù lòa của Babylon, nó lừa bịp. Chúa ơi, xin Chúa hãy mở mắt cho hội thánh Chúa ở Việt Nam, để lấy lại cái thẩm quyền của những con người sinh lại, để mà trong tâm linh có quyền năng từ trời để lệnh án ở dưới đất này, và thi hành cái cơ nghiệp và những cái sứ mạng mà Chúa đặt để con cái Chúa phải thi hành sứ mạng ở trên đất này, để nối tiếp những cái công việc của Chúa ở trên đất này. Chúa ơi, xin Chúa mở lòng và độ thần của Ngài xuống trên hội thánh của Chúa ở Việt Nam. Chúa ơi, và trong danh của Chúa, Chúa đã sinh chúng con lại ở trên cao, và chúng con biết được vị trí của chúng con là con cái của Ngài. Chúng con biết được vị trí của chúng con là một đội quân của Ngài, là tôi tớ của Ngài, thì chúng con cũng phải đứng ra trận, và chúng con cầm những cái vũ khí mà Chúa ban cho chúng con, và chúng con cũng biết được chỗ đứng của chúng con là chi phái Judah,
để chúng con có những cái cây gậy sắt để chúng con đập nát hết tất cả những cái con cái của Babylon ở trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúng con chà nát chúng ra ra Chúa ơi, và chúng con lấy những linh hồn của con cái của Chúa, những cái linh hồn mà dân tộc Việt Nam của chúng con chà nát lương tâm của chúng để mà lòng của con cái của Chúa biết ăn năn tan vỡ cho Ngài đến đâu. Và chúng con công bố sự sáng trên tâm trí của Hội Thánh Chúa ở Việt Nam, để tâm trí của Hội Thánh của Chúa, những con cái của Chúa nhận được ánh sáng của Ngài để quay lại cái vị trí của mình là đã được sinh lại từ trên cao, để thực thi những công việc của Chúa ở dưới đất này, chứ không phải u mê mà chỉ bốn bức tường nữa, mà không quan tâm cái sự công chính và dân tộc Việt Nam của chúng con đang bị bao ô phủ bởi những cái quỷ cộng sản. Ô Chúa ơi, xin Chúa thương xót cái dân tộc Việt Nam của chúng con, và chúng con cũng thấy được rằng máu của Chúa đã đổ xuống trên dân tộc Việt Nam của chúng con rồi, Chúa ạ. Con cảm ơn Chúa đã thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con. Điều mà hôm nay chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh và những con cái Chúa ở trên dân tộc của chúng con biết lãnh trách nhiệm về cho mình, biết tỉnh táo ra qua cái lửa và qua cái sự trừng phạt của Chúa, để đánh thức trên dân, trên Hội Thánh cũng như là trên con cái Chúa để mà lãnh trách nhiệm này về cho mình. Chúa ạ, ô Chúa ơi, chúng con cũng cảm tạ Chúa cho chúng con nữa. Mỗi ngày chúng con làm mới, làm mạnh cái con người mới của chúng con, để chúng con bước đi trong ánh sáng, bước đi trong năng quyền, và giữ cái lòng trung tín với Ngài, và giữ cái sự chính tiết của chúng con đã dâng mình cho Ngài, để cho chúng con trọn vẹn và giữ trung thủy với Ngài cho tới ngày Chúa Giêsu trở lại, để chúng con cùng với nhau bước vào tiệc cưới Thiên Con. Và chúng con cũng mỗi ngày đây chúng con mặc cái áo đó là chính Ngài, chúng con mặc lấy đấng Christ để có bản chất của Ngài, để chúng con chọn tình chọn nghĩa với Ngài, và chúng con chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại, chúng con cũng được mặc cái áo trắng mà Ngài dành sẵn cho chúng con. Xin Chúa cũng đổ thần của Ngài xuống trên người thầy của chúng con. Sắp tới đây ông sẽ bước vào trong cái tôn giáo mà mang cái danh hiệu kiêu ngạo, Chúa ạ, để ông bước đi trong ánh sáng, bước đi trong năng quyền của ông, để ông đạp đổ hết tất cả cái sự kiêu ngạo đó, và ông công bố sự sáng của Chúa trên, để lấy con cái của Chúa về, lấy linh hồn của con cái của Chúa về, vì đó là cơ nghiệp của chúng con nữa, và cơ nghiệp của ông cũng là cơ nghiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa. Chị em nữa, tiếp tục đi ạ. Yến, chuẩn bị kết thúc. Alo, alo, Chúa. À, con xin thì cảm tạ ơn Chúa, để Chúa luôn kêu gọi con cái của Ngài là phải ra khỏi Babylon và hãy tránh xa người Canh Đê. Và đây cũng là cái điều mà Chúa dạy dỗ mình để chúng mình luôn luôn là loan truyền về cái Babylon này cho đến cuối đời luôn ạ, là mình phải loan truyền. Mình đã nhận biết được Babylon là cái sự lộn xộn rồi, và dân Canh Đê là cái dân cũng nằm trong Babylon. Mình phải giao truyền cái điều này cho tất cả những người khác họ biết Babylon là cái sự lộn xộn, cái điều mà Chúa ghét. Thì cảm tạ ơn Chúa trong đây Ngài nói là chỗ của nó là ở dưới đất, chẳng có ngôi nữa. Thì ngày nay thì đó là cái chỗ của nó, cái chỗ của nó. Thì cảm tạ Chúa. Hôm nay cầu nguyện cho đất nước Việt Nam. Thì mình là những người con cái Chúa, những người đã được Chúa sinh lại trên cao, sống trong nguyên tắc giá trị của Ngài. Mình biết rằng là tất cả những cái dưới đất này nó đều là lộn xộn hết, nó không có cái gì là tốt đẹp hết.
Thì có khi gọi là những cái con người họ tin nhận Chúa Giêsu thì mới là tốt đẹp thôi. Và Chúa cũng dạy cho mình rất nhiều điều là mình phải tránh xa nó ra, tránh xa cái Babylon này ra. Mình không được nhìn nó là tốt đẹp hết. Đừng giống như cái bài học về thời ban đầu, cái ước ấy. Khi mà con cái của Đức Chúa Trời mà nhìn nhận những cái thế gian, nhìn nhận con cái của nó là tốt đẹp thì sẽ sinh ra những sự gian ác ngay. Đầu tiên nhìn là đẹp nhưng sau này lại bắt đầu là cưới nó, lấy nó. Nên là mình không có thỏa hiệp hay kết hiệp thì hay là nhìn nó tốt đẹp gì ở cái ấy này hết. Tại chùa vì mục sư của mình luôn dạy cho mình là phải nhìn cái nhìn bên trong, cái gì mình cũng phải nhìn bên trong, nhìn cái giá trị lâu dài đời đời chứ không có nhìn cái bề ngoài được. Cảm tạ Chúa, đó là cái đôi mắt của Chúa, đôi mắt lửa của Chúa trong mình như vậy. Cảm tạ Chúa. Thì đất nước Việt Nam của mình lịch sự lõa lồ thì mục sư của mình cũng đã công bố lời của Chúa ra hết rồi, nó toàn là giả dối hết thôi. Và cũng Chúa cũng có cái thời kỳ làm sẽ làm sụp đổ nó, thì lúc vị trí của mình hiện tại là mình phải chính mình là phải làm sạch đời sống của mình và làm sạch mình này, được Chúa làm sạch mình còn phải tăng trưởng lớn mạnh lên nữa. Đấy. Trong các cái hội thánh thì các cái hội thánh ở đất nước Việt Nam Tin Lành thì họ suốt ngày họ làm con mà toàn là con đỏ thôi. Nên mục sư nói là con, toàn là con đỏ. Nhưng mà lại không biết mình là tôi tớ này, mình lại còn là người nữ này, người trưởng thành này, người đi đánh trận cho Chúa này, người biết nhận được lễ mầu nhiệm này. Đó. Mình là người như vậy, mình không chỉ đơn giản là vị trí là con. Mình cũng giải thích cho họ là họ còn là tôi tớ nữa. Họ còn là người đi thực hiện công việc của Chúa nữa. Mình cho họ lễ mầu nhiệm thật là họ phải cầu nguyện, họ phải ghét cái Babylon, đập nát Babylon. Cảm tạ Chúa. Thì cái ngày cuối cùng của nó thì mọi người ở trong này câu 14 là Chúa cũng đã nói cái lửa là chẳng phải là lửa để sưởi, lửa của Chúa là lửa đời đời, lửa nóng triệu độ trong đó, và cái lửa đấy thì làm cho người ta tinh sạch luôn, đau đớn ở trong đấy tinh sạch luôn trong đấy luôn. Cảm tạ Chúa. Như trong châm ngôn cũng nói không có gì có thể ấy được lửa mặt trời nóng. Chúa. Con xin dâng lời cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ngài cho chúng con những lễ mầu nhiệm về Babylon, và Ngài cũng đã chỉ cho chúng con về chúng con phải đập nát cái Babylon, không những ra khỏi đời sống của chúng con mà ra khỏi tất cả những cái gì mà Chúa cho chúng con nhìn thấy. Chúng con nhìn thấy Chúa ạ, ô Chúa, Ngài cho nhìn chúng con nhìn thấy để chúng con thực hiện công việc của Chúa, Chúa ạ, là làm sạch mảnh đất mà Chúa giao phó trong đời sống của chúng con, Chúa ạ, ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Và Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa ạ, xin Chúa ban cho hội thánh trời thương của chúng con được tăng trưởng thêm nữa về thần của Ngài, thần khôn ngoan thông sáng, thần hiểu biết, thần mạnh sức, thần kính sợ Đức Giê-hô-va trên đời sống của chúng con, để chúng con giao truyền cái con Babylon này cho đến đầu cùng đất, cho tất cả những cái con người trong tất cả các hội thánh, Chúa, trong tất cả đất nước Việt Nam của chúng con, họ biết được rằng cái Babylon là cái lộn xộn, và họ có quyền trên nó, và cái chỗ của Babylon này nó chỉ nằm ở dưới đất thôi, Chúa ạ, nó không có nằm ở trên cái vị trí là quản trị đất nước và quản trị các lĩnh vực được, Chúa ạ. Ô, trong danh Chúa Giêsu, Chúa ạ, chúng con trả nát tất cả các cái Babylon ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng con trả nát Babylon của ông
Nguyễn Phú Trọng, tất cả những tướng tá trong đất nước Việt Nam của chúng con chà nát hết chú ạ. Chúng con chốt ngôi nó xuống dưới dưới đất chú ạ, dưới dưới đất để chúng con chà đạp đó, để cho đến ngày chú ơi, đến thời kỳ chú sẽ là quan án công bình, chú sẽ phán xử nó và chú sẽ quăng nó vào trong hồ lửa chú ạ. Không còn một cái Babylon chức vị nào ở trong đất nước Việt Nam của chúng con nữa. Thời kỳ mà chú đã cho nó tận diệt đến rồi chú ạ, đã hơn hơn 70 năm rồi chú ạ. Đó là cái thời kỳ của nó không đến được 80 năm chú ạ. Ngài đã cho nó đến giờ của nó rồi chú ạ. Thì trong danh Chúa Giêsu, Babylon cộng sản phải lui ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng con. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài chú ạ. Chúng con làm sạch hết Babylon và tất cả các cái bộ máy ở trong đất nước Việt Nam của chúng con sẽ được Chúa làm mới lại, làm sạch lại. Và chúng con tin rằng chú ạ, ô hạt cải, hạt giống hạt cải, ô một hạt cải nhỏ của Chúa dạy dỗ đã làm đủ để chim trời đến ô làm tổ chú ạ. Ô chim trời của Chúa, ô những hạt giống của Ngài sẽ lan rộng hết ra đất nước Việt Nam của chúng con chú ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Ô Chúa ơi, chúng con vui mừng khi Chúa là quan án công bình chú ạ. Con chúng con vui mừng khi Ngài xử kẻ Babylon này vào trong hồ lửa chú ạ, trong không phải là lửa sưởi mà lửa thịnh nộ của Ngài chú ạ. Chúng con cảm tạ Ngài rất là nhiều. Chúng con cảm tạ Chúa và chúng con cầu nguyện cho mục sư của chúng con là người đã nhận trách nhiệm về đất nước dân tộc Việt Nam chú ạ, là người đã mang nền tảng giáo lý sứ đồ của Chúa tại đất nước Ukraine theo mạng lệnh của Chúa về đất nước Việt Nam của chúng con. Chúng con chúc lành cho mục sư của mình chú ạ, hoàn thành sự kêu gọi của Chúa. Chú ạ, ô Chúa, xin Chúa bỏ thêm sức cho mục sư của chúng con, xin thần mạnh sức của Ngài luôn đi cùng trong bước chân của mục sư của chúng con tại Vatican, để thần mạnh sức của Ngài đập nát hết tất cả những cái Vatican Babylon ra khỏi quả địa cầu này, chú ạ. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và chúng con cũng cầu nguyện và chúng con ra lệnh cho các thiên sứ đi cùng mục sư của chúng con để dẫn đường, để mở đường cho Chúa đi trên đời sống của mục sư của chúng con, phải rẽ hết, dẹp tan hết tất cả những cái bước chân của mục sư của chúng con đi. Chúng con ra lệnh cho các thiên sứ phải thực hiện trong các cơ quan ở trong đền thờ của Chúa trên mục sư của chúng con, để cho mục sư của chúng con được khỏe mạnh hơn Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Ô chúng con cảm tạ ơn Chúa, con cảm tạ ơn thiên sứ là những thiên sứ được Chúa sai xuống để thực hiện công việc của Ngài Chúa ạ. Chúng con yêu mến Ngài, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Amen. Chúa em Thủy, anh Chu, chị trong đoạn kinh thánh này thì nói về Babylon. Babylon là cái nơi mà là kỳ vĩ đại ở trên thế gian này. Chỉ có một nơi là đó là cái ổ, hang ổ của tà thần, hang ổ của những chim dơ giấy, những cái nơi đó mình cũng biết rồi. Nhưng mà cái nơi Babylon này là cái nơi mà rất là kiêu ngạo, họ tự là họ nghĩ rằng họ là lớn nhất trong cái tôn giáo ở trên thế gian này, cho nên họ là bá chủ, họ nên họ cứ nghĩ rằng họ không cần ai hết, cho nên cái sự mà lộn xộn họ của họ là họ thờ thờ tạp lục hết, thờ cả cái nhân linh của con người. Đó là điều bởi vậy chúng mới gọi Babylon là lộn xộn. Đó là họ không có giữ cái đi theo cái đường lối của Ngài, không có giữ trật tự của Ngài. Nhưng những cái điều mà Chúa đã đưa cái lời đe dọa, đưa lời đe dọa cho họ mà họ vẫn còn không có nghe, vẫn còn u mê, nhưng họ vẫn ru những cái con cái của Ngài ngủ mà không có thức dậy được, bởi vì cái giáo lý giáo điều của họ. Cho nên cái con cái của Babylon này rất là họ rất là trung thành, mà họ không trung thành với Chúa mà là họ trung thành với con người, với người lãnh đạo của họ. Thì nhưng mà Chúa sẽ trừng phạt trong những ngày chỉ cần một phút, một ngày
hai tai nạn ấy là một sự con là sự mất con cái vào sự quá buồn sẽ xảy đến cho người. Thì cái điều lời này Chúa đã nói trước cái điều này để cho anh chị em mình biết rằng cái Babylon là sẽ bị hủy diệt, nhưng mà mình cầu nguyện để Chúa sớm được thực hiện những cái điều mà Chúa Ngài nói. Thì cái Babylon này sẽ bị tiêu diệt trong một giờ, một ngày một giờ thôi. Thì cái đó là mình cầu nguyện cho con cái của Chúa ra khỏi cái Babylon, lôi các linh hồn ở trong Babylon ra khỏi nơi mà thờ quấy đó. Tạ ơn Chúa mình đã được lôi kéo, thì mình đã được sự dạy dỗ của Ngài, thì mình phải yêu những người mà vẫn còn bị tù ở trong Babylon đó. Thì mình phải cầu nguyện cho họ để Chúa cứu các con người đó ra khỏi nơi đó. Đó là cái tình yêu thương mà Chúa đặt để trên anh chị em mình. Và mình ra khỏi đó nhưng mà mình không có quên, không có mình vẫn yêu thương họ. Nhưng mà tạ ơn Chúa cho anh chị em mình ra khỏi kịp thời để Ngài một ngày dạy dỗ cho cái bản tính của Ngài ở trên anh chị em mình. Tạ ơn Chúa để mình đập phá hủy diệt cái con cái Babylon này. Tạ ơn Chúa cầu nguyện. Ôi kính lạy Cha là Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài nhiều. Ôi tình yêu của Ngài tiếp tục tuôn đổ trên anh chị em chúng con, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Ngài, Ngài đã lôi kéo chúng con ra khỏi nơi Babylon đó và đặt để chúng con ở trong Đấng Christ. Đức Ngài bảo vệ và gìn giữ chúng con. Ngài là Đấng yêu thương chúng con, dẫn dắt chúng con. Nay chúng con có Ngài, chúng con được Ngài rửa sạch những con người cũ của chúng con rồi. Nay chúng con sống với con người mới để mỗi ngày trải qua lời của Ngài bồi bổ cái con người mới của chúng con mỗi ngày, để phát triển cái con người mới của chúng con, để mỗi ngày Chúa sử dụng anh chị em chúng con, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài khi con người mới là biết yêu thương tất cả mọi người, không có bất cứ ai, không có thiên vị bất cứ những người nào, cho dù họ đó họ là ai đi nữa, mà khi Chúa đã giao họ đến với chúng con cũng phải yêu họ, Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con cầu nguyện đập phá hủy diệt những con cái những nơi Babylon ở trong nước Việt Nam của chúng con, Chúa. Chúng con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ con hủy phá, chà nát cái con cái Babylon này. Những cái Babylon này không còn ở trên đất Việt Nam của chúng con, mà chúng con đặt để lời của Ngài là tin lành vương quốc của Ngài ở trên họ, Chúa ạ. Chúng con kéo linh hồn về cho họ để họ biết ăn năn sám hối, quay về với Ngài, tin vào lẽ thật của Ngài, Chúa ạ. Chỉ có lẽ thật mới cứu được họ, chứ không phải họ đang thờ quế những cái linh con người đó, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, họ phải đứng lên xin thần của Ngài thông sáng, thần thông sáng, thần hiểu biết, để cho họ biết mở mắt ra và nhận biết cái sai quấy ở trong cái Babylon đó, Chúa ạ. Chúng con lôi kéo họ ra khỏi nơi đó, cả những người thân của chúng con, gia đình của chúng con ở Chúa ơi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì chúng con đã được Ngài dạy dỗ cho chúng con trong những ngày sau rốt này để cứu lấy các linh hồn của gia thân người thân của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con dâng lên anh chị em chúng con, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Quý con biết không? Alo, anh Thủy có được không ạ? Anh dâng lời cầu nguyện. Ôi trời lại cảm ơn Cha đã đưa cho trời với chúng con, cảm tạ với thiên Cha đã cho chúng con mở mắt để chúng con ra khỏi nơi Babylon
vì nơi đó nó sẽ sụp đổ, cha. Cảm ơn cha. Xin cho ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con. Xin cho tất cả mọi người công dân của Ngài được xây sự lõa lồ của Babylon, nó phải được tỏ ra để cho mọi người sẽ thấy không có trừ một ai. Chúa ơi, con cảm tạ lễ thân Chúa để cho chúng con biết đường ra khỏi nơi đó. Nơi đó nó sẽ không còn là nơi mà được Chúa làm chủ đời sống chúng con. Chúa ơi, con cảm tạ lễ thân Chúa vì Chúa đã là dân của Chúa, đã làm Chúa, đã nổi nghịch cùng Chúa, làm ô uế tất cả những gì mà Chúa dạy cho chúng con. Giờ đây chúng con đã được Chúa thanh tẩy chúng con qua huyết của Chúa Giêsu. Để giờ đây chúng con được lòng thương xót và sự ân và nhân từ của Ngài đã đổ trên chúng con, để chúng con được hết lòng mà ra khỏi nơi mà sẽ cho chúng con thấy sự lõa lồ đó. Chúa ạ, con cảm tạ lời xin Chúa để cho chúng con qua thần thông ngoan thông sáng, chúng con nhận ra để giờ đây Chúa đã dạy chúng con mọi điều, những gì mà Chúa bày tỏ nơi chúng con, để chúng con cùng nhau học hỏi, cùng nhau để mà cầu nguyện, để mà cứu các linh hồn nơi đó. Con cảm tạ lời xin Chúa, cảm ơn Ngài vì chúng con đã được Ngài bày tỏ những điều mà cho chúng con được thấy rõ ràng sự sụp đổ của Babylon như thế nào. Cảm ơn Chúa. Xin dâng đời sống cầu nguyện này của từng anh chị em chúng con. Xin thần của Ngài luôn dạy bảo chúng con, khiển trách chúng con và sửa chúng con những điều chúng con làm sai, để chúng con trở nên mới, chúng là con người mới, con người mà nghe được tiếng sửa dạy của Ngài, để chúng con biết làm những điều mà theo ý muốn của Ngài. Con cảm tạ lời xin Cha, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Alleluia. Ơn Chúa. Ơn Chúa. Ơn Chúa giúp hủy diệt của Chúa. Babylon này trước khi người hủy diệt thì là phải bộc lộ nó ra đã. Babylon nó tương tự như là hội thánh của Chúa, nó bắt chước, nó cũng có con gái đồng trinh, có vẻ như thế. Con gái đồng trinh, và đây là gì? Con gái đồng trinh đây là còn thậm chí là có cả những kẻ mà nó chưa hề gọi là tà dâm nữa, anh chị ạ. Đấy, tức là ma quỷ ấy, nó cũng sẽ tạo ra cả những cái ý tưởng ở đấy, những con gái của nó đấy mà đồng trinh nữa, cái chưa ăn nằm với nó nữa, tức là nó còn chuẩn bị ra một cái loạt, nó sinh ra một cái loạt con gái đấy để mà chưa tà dâm với các tà dâm khác ấy, để mà có sức mạnh ấy. Những cái tương tự như là con trai đầu lòng ấy, anh chị hiểu ý tôi không? Alo, anh chị có nghe rõ chưa? Dạ, nghe. Ừ. Thầy thử ví dụ chút cụ thể hơn không thầy? Thử con gái đồng trinh nhá, anh chị em để ý nhá, thí dụ này có sức mạnh, con gái đồng trinh có sức mạnh đấy, ở trong một số các văn hóa tập tục thì họ cứ phải cần đến gái đồng trinh. Ví dụ như là những cái tập tục mà thờ lại thần tượng ấy, họ cần đến gái đồng trinh. Anh chị em tôi nghe bao giờ chưa? Chưa. Gái còn tơ đấy, gái còn tơ đấy, để các vua chúa đời sau, vua chúa thời ngày xưa đấy, họ cũng cần gái đồng trinh. Để đặt vào hoàng hậu đấy thì nó cần gái đồng trinh, để nó phải thử trước, nó phải dùng trước. Nó những người vua đấy, hay những cái ngay cả bây giờ người ta cưới vợ ấy, không phải từ trước nãy thế, người ta cứ đều thích là gái đồng trinh hơn, người ta cần gái đồng trinh hơn. Vì thế ma quỷ ấy, nó sẵn sẵn những con gái đồng trinh này để dâng cho nó, để dâng cho các quỷ nào đấy của nó đấy, anh chị em ạ. Những con đứa mới đấy, những đứa đấy để nó, thì lúc khi đó nó có sức mạnh ở đấy, tại vì là trong cái đồng trinh này nó có cái sự mà chăm chú của cái quỷ kia, tức là cái thằng chàng rể của nó đấy,
cái thằng chồng của nó, thằng chồng của nó là cái thằng thằng quỷ thần, và nó sẽ tập trung với con gái đấy, nó sẽ có sức mạnh của trên con gái đấy, nó sẽ tà dâm, rồi nó sẽ ăn nằm với con gái đấy và nó sẽ thành một thịt. Cái đồng trinh ấy nó có một cái lưu tâm nào đó, tức là nó có một sức mạnh nào đó ở trong cái đồng trinh. Nó bắt chước chúa mà. Chúa có cái gì nó bắt chước, nó cũng làm gớm lắm, không có đùa đâu. Và con gái canh đê, con gái người canh đê là những cái lĩnh vực, chúng ta biết là canh đê là cái dân elite, dân thượng lưu ở trong Babylon. Babylon nó chia nhiều loại đẳng cấp, thì người canh đê là đẳng cấp cao nhất ở trong trong đẳng cấp của Babylon, trong cái đồng trinh Babylon rồi. Sau đó con gái người canh đê nữa rồi, rồi có đẳng cấp cao hơn nữa. Trong Babylon nó có nhiều đẳng cấp khác nhau, thì trong mỗi đẳng cấp ấy, bọn nó đều lọc ra con gái đồng trinh để nó chuẩn bị dùng những đứa con, dùng những con gái đồng trinh đó để ăn nằm, để mà dâng mình, để mà dâng của lễ thần tượng cho nó. Thì trong các đẳng cấp, trong các đẳng cấp của gái đồng trinh Babylon đấy, thì tách ra con gái người canh đê là những lĩnh vực mà cao thủ nhất đấy, những lĩnh vực những con gái mà nó có tiếng Việt là gì nhỉ, gọi là môn đăng hộ đối đấy, thủ tạo là có những con gái của con gái đồng trinh, tức của những cái kẻ những con quỷ và Babylon nào đấy mà nó mạnh đấy, anh em hiểu ý không? Tự nhiên là con quỷ cộng sản chẳng này, quỷ tôn giáo, tôn giáo này, quỷ tôn giáo Tin Lành này, quỷ tôn giáo Phật giáo ấy, con quỷ mạnh mạnh đấy, của canh đê đấy mà đang cai trị thế giới đấy, đang cai trị rằng nhiều triệu người trên thế giới đấy, đấy là kẻ mạnh đấy, nó thuộc dạng là người canh đê. Hindu giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, trong công nghệ, trong truyền thông, những cái đứa đấy nó có và nó chuẩn bị tung ra tiếp. Đấy, khi chúng ta diệt tới nó chưa còn đâu, nó còn đẻ những đứa nữa, nó còn đẻ ra tiếp mà anh chồng, nó đẻ ra con gái đồng trinh, xong nó nuôi con gái đồng trinh đó cho lớn, sau đó lại tiếp tục lại dâng cho các quỷ khác và cứ thế thôi. Nhưng mà chú phán xét con gái của nó, chú phán xét ngay gốc những sức mạnh của con gái nó, của Babylon. Con gái đồng trinh ấy, khi con gái này cái đê này, khi nó đồng trinh ấy, thì nó được gửi, nó sẽ được gả cho những con quỷ khác. Đấy, sau đó nó sẽ thành con tà dâm. Khi nó gửi quỷ khác rồi, sau đó đẻ tiếp các con quỷ khác nữa. Nó cứ thế thôi. Và nó muốn là chủ mẫu của nước nó nữa, chủ mẫu là bà chủ đấy, gọi là bà chủ của các nước, các quốc gia đấy. Và Đức Chúa Trời ngài nổi giận cùng dân Chúa, ngài làm ô uế sản nghiệp của ngài, ngài phó hết chúng nó vào tay ngươi. Tại sao hội thánh của Chúa đấy, Chúa nổi giận cùng dân Chúa vì dân Chúa nó không nhận ra điều này, dân Chúa cứ làm nô lệ của người canh đê, làm ô uế sản nghiệp của Chúa. Và chú phó hội thánh của Chúa đấy vào trong tay của Babylon và con gái người canh đê. Và con gái canh đê đấy, Babylon đấy, nó không thương xót gì với dân của Chúa cả, nó trả ách nặng trên người già cả nữa, cả những cái kẻ mà cao thủ rồi, già rồi, thủ dạng là tưởng như là già trong Chúa rồi đấy, tưởng như thế, tưởng như hàng giáo phẩm đã có thâm niên lâu năm rồi, tưởng chừng như là sư mục, tưởng như những cha linh mục nó đáng kính rồi đấy, tưởng như giáo hoàng hồng y nó đáng kính, nó tưởng như thế, tưởng như vậy. Nhưng mà con gái Babylon ấy, nó trả hết gánh nặng trên tất người già cả luôn, trên kẻ thực dạng là tưởng như là sừng sỏ trong Do Thái giáo, trong tôn giáo, trong Tin Lành giáo, trong công giáo, trong trí thức giáo, trong các loại tôn giáo khác nhau, trong cộng sản đủ các thứ. Và nó sử dụng những cái kẻ già cả đấy, vì những kẻ già cả nó có nhiều kinh nghiệm, có nhiều mánh mối, có nhiều sự lo cá, những kẻ già cả đấy nó có nhiều ảnh hưởng. Và con gái đồng trinh, con xin là con gái canh đê, đấy, nó không còn đồng trinh rồi, nó không chuyển mẫu, nó nghĩ như vậy, nó nghĩ là không ai nhìn thấy nó cả, nó sẽ không quá buộc, là cái quỷ mà nó đang tà dâm ấy không bị đập chết, và con cái của nó ấy, sẽ sinh tiếp, nó sẽ sinh tiếp nhiều con cái nữa. Nó nghĩ như vậy, nó nói rằng là ta sẽ chẳng bó buộc, chẳng biết mất con. Nào ở đâu đấy chị em. Nhưng chúng nó là trong một giây phút, trong một ngày thôi,
hai tai nạn đấy, tức là sự mất con cái, sự quá bộ sẽ xảy đến cho người. Nhưng chúng ta cứ cần bọc lộ chúng ta. Vì nó nói ở câu 10 là nó cạnh gian ác của nó nói rằng không ai thấy ta cả. À. Đấy, đến câu này mà chúng ta nói đấy, con Babylon ấy, nó hay nói rằng không ai thấy ta, hội thánh không nhìn thấy nó. Và nó nghĩ rằng là nó không ai thông biết. Và vì thế nó tự hoang tưởng là không ai, nó rất là giỏi. Và con quỷ này thì nó thể hiện với Putin, nó thể hiện với quỷ cộng sản đấy. Nó nghĩ rằng là nó to giỏi lắm, không ai nhìn thấy nó cả. Ngoài nó không có ai, ở trong các xã hội, tôn giáo, nó nghĩ là không, nó giỏi lắm, không thấy ai. Không ai nhìn thấy nó cả, không ai nghĩ rằng nó là kẻ ác cả. Ngay cả trong cuộc chiến Nga và Ukraine đấy, thì có mấy ai nhìn ra đây là cuộc chiến để diệt quỷ cộng sản đâu, anh chị em ạ. Ngay của thánh người Nga đấy, ngay của thánh Ukraine đấy, có công luận chuyện đó đâu. Thậm chí ngay cả, thí dụ như có lúc mà tôi nói cái chuyện đấy, tôi lúc cầu nguyện ấy, tôi nói với cả mục sư Islam ấy, ông không nhận ra mà, ông có bảo là đừng nói chuyện đấy nữa. Tôi nói rằng đây là quỷ, diệt quỷ, địa communist và fascist, cả fascist, cả cộng sản đây. Nhưng mà đừng nói chuyện đấy ra đấy nữa. Ông bảo ông ấy, để ông ấy đi vào cái sự tiên tri nào đấy của ông ấy, về cái thứ khác. Nhưng chúng ta nhìn thấy kẻ mạnh sức đây, nó là quỷ cộng sản. Cái con gái Babylon ấy, nó che mù, nó che mù cả tiên tri đúng không anh chị ạ? Tức là nó giỏi mức độ đấy mà. Vì sao ạ? Nó có nhiều tà thuật, vô số phù chú, anh chị ạ? Nó được thạnh lợi trong cái việc mà nó sao ạ? Nó làm tà thuật rất nhiều. Đây trong kinh thánh nói đấy, nó có lắm quyền của phù chú nữa. Phù chú nó làm được tại sao vậy? Bởi vì nó lừa được các con gái Babylon là trong con người cũ. Thí dụ như là các mục sư nào đấy, mà bị sống trong người cũ, họ không có sự mặc khải về con người cũ là con người Babylon ấy, thì họ lại bị tóm cổ, chẳng mà họ không biết. Thậm chí họ vẫn là tiên tri, thậm chí họ vẫn giảng dạy nhiều thứ rất là hay, nhưng mà khi mà họ mà không nhận biết con người cũ được thì họ lại sống con người cũ và thôi, thế là Babylon nó lại lừa được. Amen, anh chị em ạ. Chúng ta xem thí dụ như là sư Phaolô chẳng hạn đấy, ông đã được nhận biết Chúa như vậy rồi, ông giảng tin lành như vậy rồi, nhưng ông còn nói tiếp đấy là nếu có ai mà giảng tin lành khác tin lành tôi giảng, thậm chí cả tôi nữa đấy, thì đã xem đáng bị anathem. Tức là ông hiểu rằng ấy, có khả năng là ông vẫn có thể bị sa ngã. Bây giờ nó đang đầy rẫy lời Chúa để nói ra tin lành đó, nhưng mà ông không biết được lúc sau đó không biết như thế nào. Nên vì thế ông lại cảnh cáo luôn rằng bất kể ai đó, tiên sứ nào, bất kể người đó, thậm chí cả tôi, nó giảng tin lành khác tin lành mà anh em nhận bây giờ đấy, thì người đã bị trút ra phong công rồi. Vì thế mà ai tưởng đứng ấy, hãy cẩn thận cầu ngã. Thì chúng ta tưởng đứng đây này, chúng ta vẫn cầu nguyện hiểu về Babylon ấy, nhưng chúng ta cẩn thận. Amen. Bởi vì con Babylon này, con đặt con tâm phụ này, con đồng trinh Babylon này, nó rất là láo cá. Nó đồng trinh, tức là nó còn sinh ra nữa. Anh chị em hiểu không? Tức con Babylon ấy, nó còn đẻ tiếp con gái của nó nữa. Cho đến kỳ mà nó bị diệt rồi. Chúng ta biết rằng Babylon hiện giờ nó đang có. Nó vẫn chưa bị diệt. Mặc dù chúng ta đánh đập nó hàng ngày thôi. Chúng ta bằng sự đánh đập ấy, làm cho nó cản trở công việc của nó, làm nó yếu sinh lực của nó đi thôi. Nhưng vì thời hạn nó vẫn còn mà. Thành thử ra nó vẫn còn tồn tại chứ cho chưa bị diệt hoàn toàn. Nó vẫn bị chưa bị quăng xuống biển như trong các khải huyền có nói. Vì thế mà nó vẫn đẻ ra cùng con quỷ đấy, những con gái, cái con thú bảy đầu mười sừng đấy, nó vẫn là con đại dương phụ đấy, nó vẫn còn đang bị trói mà, nó bị xích ở đấy. Chúng nó vẫn tương giao với nhau và vẫn đẻ ra con cái của nó. Và những cái con gái của nó đấy, mà mới đấy, nó vẫn có đồng trinh. Và nó sử dụng con đồng trinh đấy lại tiếp tục đưa cho các quỷ khác để mà hành dâm. Và con quỷ thì nó rất thích đồng trinh, thì nó sẽ sâu xé vào đấy và nó trở thành lại tiếp tục con gái Babylon nữa, lại tiếp tục đẻ con nữa, lại tiếp tục nhiều nữa. Và cái những con gái từng là đồng trinh đẻ ra rồi đấy, thì nó lại sung sướng, nó cứ tưởng nó sẽ chẳng quá buồn nữa, vì nó tưởng nó mới được cưới chồng mà, nó đẻ ra nhiều con, nó không bị son sẻ. Cái đồng trinh nó không chưa qua sanh nở nó cả, cái sự sanh nở của nó vẫn còn mới và nó đẻ tiếp, trứng nó còn nhiều, nó đẻ tiếp. Và nó nghĩ rằng là nó chồng của nó, những cái con quỷ mà đang hành dâm nó đấy sẽ không bị chết.
cũng như là một cái đám cưới, một cái gia đình mới vừa mới cưới đấy, thì người vợ mới cưới đấy, làm sao lại nghĩ mình sắp chết được, à, nghĩ chồng mình sắp chết được, cái người vợ mới cưới làm sao nghĩ rằng con cái của mình sắp chết được, mà luôn luôn nghĩ rằng là chồng con sống và con cái rất nhiều, nó nghĩ thế, nó cứ im lặng dạ nó bảo thôi, và tiếp tục nó đẻ tiếp, tiếp tục ấy, nó hành dâm tiếp, nó đẻ tiếp cho con quỷ khác, những cái đứa con tiếp tục theo nữa, để đứa con lại tiếp tục những cái đường trình nữa, nó cứ đẻ đẻ như thế thôi, để nuôi nuôi cho bọn quỷ tiếp, để bọn quỷ nó sử dụng những cái tập đoàn, những cái liên minh Babylon nhỏ đấy, để nó tiếp tục nó lại đi vào trong loài người, để tiếp tục nó lại sao để phá hoại, để hủy diệt loài người, nó tiếp tục là cản trở công việc của Chúa nữa. Tôi nói sinh sản, anh chị em nhìn có nhìn thấy nó không? Alo? Alo? Chị em nghe thấy không? Alo? Dạ, vẫn đang nghe một số, vẫn đang nghe ạ. Nghe, vâng. Tôi nói vẫn sinh sản. Tôi nói tương tự như hội thánh của Chúa ấy, thì sao? Các hội thánh của Chúa vẫn cứ mọc ra tiếp, đúng không? Vẫn cứ mở dạ. Hội thánh khác. Thì bạn luôn nó cũng làm vậy thôi. Nó cũng đẻ tiếp, nó cũng đi truyền giáo của nó tiếp. Thì Babylon trong công giáo, trong tin lành giáo, Babylon trong các loại tôn giáo, do thái giáo, khổng giáo, cộng sản, nó vẫn đi tiếp. Cộng sản nó ở một nước Việt Nam thôi chẳng hạn, nhưng nó vẫn tiếp tục là sao? Tiếp tục là cảm tình đảng, nó tiếp tục là mở ra các bí thư, các chi bộ đảng, nó tiếp tục kết tạp các đoàn viên của nó vào thành đảng viên, thấy không? Nó tiếp tục mở các chi nhánh của nó ở chỗ nọ, ở chỗ kia, tức là con cái của nó, nó tiếp tục đẻ tiếp. Nó đẻ tiếp không? Thì Phật giáo cũng vậy, nó không ở một chỗ. Nó tiếp tục đi truyền giáo ở chỗ đó chỗ kia, nó tiếp tục mở cái chùa nọ mở chùa kia, nó tiếp tục gieo rắc tiếp, tức là đẻ tiếp đấy. Thì cộng sản cũng vậy, hồi giáo cũng vậy, do thái, tức là các tôn giáo đều như thế cả, con cái vẫn luôn nó đều có cái tính chất như vậy cả, nó cũng bắt chước Chúa Trời làm như vậy để mà nhân cái sinh sản, thì tất cần là sự sinh sản, nó tất cần sinh sản để nó bảo toàn đời giống của nó, để cho nó đông thêm nữa. Những cái điều gì mà Chúa đã phán chúc phước cho loài người đấy. Thì kể cả Babylon nó cũng được chúc phước như vậy chứ ạ. Vì chúc phước loài người là hãy sinh sản làm thêm nhiều. Đúng không? Khiến đất phục tùng đấy, hãy quản trị đấy. Đấy, nó vẫn làm như vậy. Chỉ có điều nó không giống Chúa thôi. Amen. Thấy không? Con người, loài người đấy, thì kể cả người tin Chúa, đến người không tin Chúa ấy, thì vẫn được cái trách nhiệm mà Chúa nói là hãy sinh sản làm đầy dưới đất, bắt đất phục tùng, quản trị các loài. Vẫn như vậy. Nhưng cái người tin Chúa ấy, thì con người mới đấy, thì hơn cái điều đấy là điều là giống với Chúa Trời. Thế còn cái kẻ mà không tin Chúa đấy thì lại hay là chống nghịch lại Chúa đấy thì là quản trị một phần, nó vẫn làm cái phần đấy. Thì thiếu phần kia thôi là giống Chúa thôi. Vì Chúa biết con người mới, con người cũ nó chẳng gì khác nhau thêm là chỉ có phần thần quan tương cảm thôi. Chúng con người mới của chúng ta là con người có thần quan tương cảm, từ đó mới và nó trật tự mới lại vậy thôi. Còn con người kia nó không có phần đấy, nó không có phần có cái chất tự của Chúa trong đó thôi. Và những điều khác nó cũng còn như vậy. Nên vì thế mà chúng ta phải cần diệt nó ở trong đời mình chưa? Chúng ta nhận ra nó là ai ở trong bản thân mình. Nhận ra nó là ai ở trong hội thánh của mình. Ở trong gia đình của mình, cộng đồng của mình, dân tộc của mình. Và đánh cho chúng đích. Amen. Vì con bạc đường này, nó nghĩ rằng không ai nhìn thấy nó cả. Nó bọc bụng, nó bảo rằng nó sung sướng. Nó nghĩ, vì nó nói thằng đây này. Nó nói là ta sẽ làm chủ mẫu luôn, tức là bà chủ đấy, ta sẽ làm bà chủ luôn, chủ mẫu là bà chủ mẹ, đấy. Mẹ mẫu là mẹ. Đấy. Hôm qua chẳng hạn tôi đi thăm thăm một số đền thờ chẳng hạn, linh mục là đưa tôi đi rất nhiều những nơi rất nhanh, đi nhanh nói ngắn gọn thôi, một số nơi ông giải thích rất nhanh, tức là một vài tiếng đi của mình thôi là bằng khoảng độ 2-3 ngày đi du lịch của nhiều người khác. Và đi qua mấy cái đền thờ chính nhất này, cho nó có đền thờ đầu tiên, đền thờ của bà mẫu mẫu cả ấy. Đền thờ vương mẫu, cung mẫu, vương cung thánh đường thì đủ các thứ ấy. Rồi những đền thờ mà dâng cho Maria đủ các thứ ABC. Khi cầu nguyện thấy cầu nguyện Maria, tất nhiên mình thầm cầu nguyện cái gì mình biết rồi, chúng ta nói rồi. Thì con gái Babylon nó nói nó là mẹ luôn. Nó sẽ là bà mẹ, bà chủ, bà mẹ mọi người luôn. Nó sung sướng, nó bụng, nó bỏng dạ rằng, nó tự nhủ rằng ngoài ta đây, ngoài ta chẳng còn ai, ta sẽ chẳng quá buồn, chẳng biết mất con cái là gì.
nó nhìn thấy con đàn trâu đống, nó vẫn tiếp tục thấy sinh sôi nảy nở, các giáo hội của nó vẫn đẻ tiếp ra, các công việc của nó, các mục vụ của nó vẫn cứ sinh sôi nảy nở, đẻ ra tiếp. Nhưng Chúa nói rằng là hãy nghe đây, Chúa nói rằng như thế chúng ta phải công bố chứ. Khi mà nói rằng cùng trong một ngày, trong một giây phút một ngày, hai tai nạn này, sự mất con cái, sự quá bộ sẽ xảy cho người. Hai nạn ấy sẽ là nạn mà chồng chết và các con cũng chết đấy, sẽ đến trên Babylon, đến trên con gái Babylon đấy. Khi nó làm tà thuật rất nhiều, nó nắm quyền phù chú, nó nói rằng không ai nhìn thấy nó cả, nó tự điện tự dung của mình như vậy, và tai nạn sẽ giáng trên nó mà nó không biết ở đâu cả. Hoạn nạn sẽ đến cho nó chẳng chưa được sủi dậy ra tinh linh, nó không thể liệu được. Đây là cái điều mà Chúa phán với cả phán xét Babylon đấy, chưa? Và chúng ta là cái người mà truyền giao tin lành vương quốc của Ngài đấy, chúng ta phải công bố điều này ít nhất trong trong lúc cầu nguyện đấy, ít nhất trong thứ tâm linh đó, gửi cái lời đấy trong tâm linh ấy, khi chúng ta cầu nguyện đấy, rồi nó sớm muộn nó cũng sẽ xảy ra ở trong cái vật lý này. Chúng ta là người mà sinh ra những cái mục vụ mà phán xét Babylon, rồi sau này con cái chúng ta những mục vụ đó đấy, những cái mục vụ phán xét Babylon đấy, nó cũng được đẻ ra, mở ra, nó không chỉ là một nhóm nhỏ đâu, nó là nhiều cái nhóm khác, nhiều cái hội khác, nhiều cái tập thể khác nữa, thời điểm Babylon. Amen. Trong danh Jesus, Chúa, chúng ta ăn Chúa với Ngài cho chúng con được bày tỏ chúng con với thần khôn sáng tỏa của Ngài, Chúa, để Chúa nhìn thấy bản chất của Babylon, Chúa, tôi nhìn thấy con gái của Babylon, nhìn thấy nó tiếp tục đẻ con và nó sinh ra con gái đồng trinh nữa để dâng hồn cho các quỷ. Đó sẽ cả là trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúa ơi, Ngài nói rằng trong một giây phút rồi cùng trong một giây phút, trong một ngày, ngày hôm nay đây, Chúa, những tai nạn ấy giáng trên nó, đó sự nó mất con cái, sự hóa bộ, Chúa, các quỷ thần mà chồng của nó mà nó được sẽ ăn nằm với nhau và đẻ ra con cái đó, sẽ bị chết hết trong danh Giêsu Christ. Sẽ cả là hai tai nạn đấy sẽ đến đầy đủ trên nó, bởi vì nó là rất nhiều, bởi các loại tôn giáo, được sẽ cả là công giáo, tín ngưỡng giáo, trí tôn giáo, Phật giáo, Nho giáo, Khổng giáo, Cộng sản giáo, các loại đạo giáo, cô đạn hết, Chúa ạ. Chúng làm tà thuật rất nhiều, nó có nắm quyền phù chú, nó có gian ác của nó, và nó nghĩ rằng không ai thấy nó cả. Nó làm cái việc đó, và nó chỉ để cho nó lại lừa dối lại người, lừa dối hội thánh. Nên tai bạn này giáng cho nó, Chúa ạ. Tai bạn giáng nó mà nó không biết từ đâu cả, Chúa ạ. Sự hoạn nạn xảy cho nó, các con gái của bạn luôn thấy thực linh, tất thể đặc biệt con gái canh đề, đặc biệt con gái canh đề, tất thể những kẻ elite, những thượng lưu nhất trong hàng giáo phẩm, tất thể thượng lưu nhất trong xã hội loài người này, nó sẽ bị diệt một cái thanh linh, nó không biểu chứng được trong thanh Jesus Christ. Nên công bố sự hủy diệt thanh linh lên trên tất thảy các con gái của Babylon, là công bố sự hủy diệt thanh linh trên tất thảy gái đồng trinh Babylon, tất thảy của các hàng ngũ gái đồng trinh Babylon, để được hứa gả, để quỷ Satan hứa gả cho các quỷ khác, lập chết hết tất cả gái đồng trinh Babylon trong thanh Jesus Christ, lập chết hết tất thảy các chồng, những cái kẻ, những cái kẻ mà là chàng rể của mày, chàng rể của các ngươi, tập chết hết các chàng rể đó, sạc cả để mày không cưới ra nữa, mày không còn đẻ ra với những con gái của mày nữa, sạc cả tất cả kẻ nào mà đã đẻ ra con gái, con trai của mày rồi, tập chết hết cái con nhỏ đó của mày, sạc cả trong lửa thạch nỗ trời ta, trong trường hủy diệt khủng khiếp của Đức Chúa trời ta, ta đổ trên thịnh nộ trên dòng giống của mày, mày sinh sản nhiều, mày làm cho đầy dưới đất, thì ta đổ trên mày Shaka trên cái đất này, vì gươm Chúa đã úp đủ trên trời rồi, lập chết hết tất thảy các quỷ thần của mày rồi, vì nó xuống trên cái dân mà Chúa đã làm sự rủa xả để sự đoán định, vì vậy ta gọi sự gươm của Chúa và mọi người chúng ta đổ xuống trên Babylon, đổ xuống trên tập đoàn Babylon, đổ xuống trên các giáo hội Babylon, đổ xuống trên các hội thánh Babylon, đổ xuống trên các đảng phái Babylon, đổ xuống trên các cộng đồng Babylon, đổ xuống trên các dân tộc Babylon, đổ xuống trên các quốc gia Babylon trong danh Chúa Jesus. Babylon khốn nạn cho mày, vì mày Urusakaraba muốn ăn cắp vinh hiển Chúa Trời ta, và Đức Chúa ta không nhường sự vinh hiển của Ngài cho ai khác. Urusakaraba, vì vậy ta khai phóng sự thách nộ khủng khiếp của Ngài ra trên đầu mày, trên đầu kẻ dữ. Cơn bão lớn Đức Chúa nó phát ra, nó phát ra trên đầu kẻ dữ, sự thách nộ của Ngài sẽ không trở về khi Ngài làm chọn ý định đã toan trong lòng Ngài. Và ngày sau đó này, Ngài cho chúng ta biết điều đó, và lời của Ngài con mong muốn chúng ta, chúng ta là miệng của Đức Chúa Trời, miệng chúng ta ra gươm và đánh các dân
nó cai trị một cái sắt của ta khai phóng lời Chúa đã hủy diệt mày đến tận gốc rễ, vô đơn sự từ trong gốc rễ, từ trong phòng ngủ, trong cung điện, trong cung vua của mày, ở trong tất cả nơi cao, nơi kín nhiệm của mày, vô chúng ta đột nhập vào đó và đổ được thạnh nộ, đổ chén thạnh nộ của Chúa đến trên mày, xa cắt tất cả con nhỏ và lập xét hết nơi hòn đá, và chạm mắt mọi con nhỏ của mày hòn đá, vô tất cả những chương trình kế hoạch của mày với những con nhỏ ba bên đó lập chết hết hòn đá, tất cả các hội đoàn của mày, vô còn trinh vô đơn sự mà mày đang đẻ đó, Urasakara, mọi chương trình đó, nó bị chết hết từ trong thứ nước, nó bị chết hết ở trong dạ con mày, vắt sạch kiện vật dạ con mày, đổ chất thạnh nộ của Đức Chúa Trời vào trong dạ con mày, Urasakara cho mày uống cái rượu xây sầm đó, Urasakara mày phải ăn thịt màu mình, say vì máu mình như video mới, Urasakara công bố sự hỗn loạn cực điểm, Urasakara ở trong hội giáo hội Babylon, ở trong các giáo đoàn Babylon, do sự cực hóa hỗn loạn cực điểm, Sakara Babylon trong hội cộng sản, giáo hội cực điểm trong tất cả các hội công giáo, các giáo hội tin lành giáo, các giáo hội chính thống giáo, các giáo hội Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Sơn đạo giáo và tất cả loại đạo giáo, Urasata công bố sự hỗn loạn cực điểm, Sakara giữa các người tự diệt nhau, những cái tai nạn thình lình xảy đến các người, các hoạn nạn thình lình xảy đến các người mà các người không thể trừ được, mặc dù người nghĩ rằng người có làm phù chú, người tập từ thời thơ ấu, Urasata và người nghĩ rằng người sẽ có đủ mưu trước để có thể xử lý được. Ô những người nhọc sức, người nhọc sức, người nhọc sức. Ô người kẻ hỏi trời, người xem sao xem trăng. Ô người đoán được ngày sau. Ô đã sai nhưng chẳng bây giờ ai có thể cứu nổi người. Ô các người sẽ trở nên rơm rã hết, bị lửa thiêu đốt hết. Ô các người sẽ không thể cứu được mình các quyền ngọn lửa đâu. Ô lửa đấy lửa thạnh nộ Chúa Trời. Đó là người khủng khiếp như trời, Urasaka đã bắt đầu đổ rửa thạnh nộ này trên đầu người, chỉ các con nhỏ người đổ trên dinh thự của người, đổ trên cơ nghiệp người để nó cháy hết một ngày, trong một ngày, trong một giây, một phút này nó đốt tình hình này và người không thể lường được. Trong thầy chủ trà cho con thích linh, người dân cả phải ăn Chúa, nó đổ cái thạnh nộ người Chúa trên đảng cộng sản, Trung Hoa, đặc biệt là Chúa đổ trên thạnh nộ trên đảng cộng sản Việt Nam, Chúa đánh xiết tất thầy con nhỏ của nó, tất thầy giá đồng chi của nó, con trưởng nam nó, và được chết hết trong thành Chúa Jesus, tất thầy đời con trường nam nó ngay giờ này trong một đồng trong một ngày này chết hết ở trên cung của nó, chết hết trên môi của nó, chết hết trong giường ngủ của nó, chết hết ở nơi đồng của nó trong danh Chúa Giêsu. Shaka tất thấy con gái đồng trinh của nó được chết hết ngay giờ này. Shaka bởi vì chết thịnh nộ Đức Chúa đã đổ xuống trên nó rồi, cho từ phán xét ngày đã khỏi từ nhà Chúa và đập chết hết tất con nhỏ của nó mà ẩn nấu ở trong các hội thánh của Chúa Trời. Shaka tất thấy con gái đồng trinh của nó bị lấp ở trong các giáo hội, trong các nhà sơ, bị lập chết hết trong danh Chúa Jesus Christ, và móc hết linh hồn của tất thể em nhỏ ra, tất thể linh hồn của các sơ ra, tất thể linh hồn Sakada Barabibi của mọi con người ra cho Chúa Trời ra, và dâng tất thể các linh hồn đó như của lễ cho Chúa Trời. Xin Chúa thánh hóa, xin Chúa chúc phước thánh hóa và lửa của Chúa hãy đổ xuống để thiêu linh hồn đó cho ạ, để linh hồn đó trở thành thánh khiết cho Ngài cho ạ. Là Sakada Barabibi thần của Chúa đổ trên họ cho ạ, để họ được tái sinh lại trong thần của Ngài cho như chúng con trước đây cũng trong sự u mê của mình và đã bị lầm lạc như vậy cho thì Chúa bằng cái cách siêu nhiên của Ngài đã cứu chúng con, cái kỳ diệu trong ân điển toàn năng của Ngài, thương rộng vĩ đại của Ngài cho thì Ngài cũng cứu tất thảy các linh hồn đó đây cho những linh hồn để chúng dâng cho Ngài đây cho chúng công bố sự thương xót tha tội Ngài trên linh hồn đó, và chúng đã tha tội ai thì tội đã được tha cho ạ. Vì vậy những linh hồn của những người đã bị tù túng trong Babylon đây, những người đã bị con gái Babylon nó bắt hại đây cho thì chúng con công bố sự tha tội và họ được cứu, họ trở thành anh chị em chúng con, họ nhập vào đạo binh của ngày trong ngày sau rốt này cho họ sẽ đón nhận và giáo lý sứ đồ tiên tri mà Ngài đã dùng qua chúng con đây để dạy dỗ cho họ, và họ mau chóng trở thành cái đạo binh đặc nhiệm này ngày sau rốt này, để mà cũng cùng chúng con để mà xông qua khi giới chẳng vào đường mình, để biết được sứ mạng của mình cho ạ, để thực sự là những kẻ làm theo mạo lệnh Ngài và rất mạnh cho ạ, và mặt trời mặt trăng để tối tăm các ngôi sao thâu sự sáng cho ạ. Vâng, cảm tạ anh cha bởi mình chúng dâng cho Ngài cho ạ. Trong danh Jesus Christ, gửi lời cầu nguyện chúng con bao phủ toàn bộ đất nước Việt Nam chúng con, gửi lời cầu nguyện chúng con bao phủ toàn bộ tất thầy Urasakara chúng con khắp thế giới cho ạ. Urasakara đặc biệt lời cầu của chúng con bao phủ tất thầy quốc gia mà chúng con đang ở đây cho ạ. Với hệ của chúng con đi đâu cho ạ, thì cái lời cầu nguyện đó Urasakara tác động vào lời cầu nguyện đó, Urasakara nhân bội đó cho ạ. Urasakara cơn thạch độ của Chúa, Urasakara cơn bão lửa của Chúa, cơn siêu bão lửa của Chúa, cơn siêu thạch độ Ngài cứ đổ xuống trên cái quốc gia dân tộc mà chúng con đang đến, tất thầy nơi là chúng đặt chân đến
đâu không ai đứng nổi trước mặt chúng con. Chúa mình dâng vào Đức Chúa, chúng con giải kinh khủng giải trong tất thể mọi sự nơi chân chúng con đạp lên y lời Ngài đã phán. Con cảm tạ Ngài thật nhiều, con ngợi khen Ngài. Ôi Chúa, chúc phước cho đất nước dân tộc Israel chúng con đang ở, Chúa để ơn cứu rỗi của Chúa, ôi để ân điển cứu rỗi của Ngài đổ đầy trên họ, Chúa ơi. Ôi đất giải cara bên Giêsu Chúa nguyện thần của Chúa có huyết của Ngài, các bao phủ đổ đầy mưa mưa thánh linh của Ngài, mưa huyết của Ngài, Chúa bao phủ ở đó. Amen, amen. Ơn Chúa, là Chúa mở các cửa thành trong lòng chúng con, Chúa ơi, để các linh hồn đó cho lùa hết vào, cho qua năm cái cửa này, qua năm cái vòng cửa này cho lùa hết linh hồn vào. Ô đấng Cadavi ở trong tòa thánh Vatican, ở trong tất cả các giáo hội Hồng y Vatican, ô đấng linh mục tại Roma này, cho ô cho lùa họ hết vào trong nhà bí thư đảng của Chúa, trong thần linh của Ngài, cho ô và cho ô mà trong lòng mà sinh lại họ trong thần của Chúa, trong tin lành vương quốc của Ngài Cha, trong danh Chúa Christ, ô nguyện trong thần của Chúa, thần của Chúa, thần của Chúa, Ngài cho hành động vận hành mạnh mẽ, cho ô vận hành mạnh mẽ ngay giờ này trong danh Chúa Jesus Shakadabarab, cái lời hang hổ của ma quỷ, lời hang hổ cũng giống như dơ giấy người ta từng biết đây, Chúa, cái thánh độ của Ngài đổ xuống trên nó, Chúa. Ô như trước đây, ô đã Martin Luther đã từng thăm viếng Roma và đã thất vọng hoàn toàn toàn tập về Roma, nó sự gian ác bẩn thỉu gây gớm hơn cả địa ngục, Chúa, những sự trách chuyện bẩn thỉu đây. Ô đã ông đã thất vọng thế nào, Chúa. Ô đã giờ đây Chúa biết cái sự thất vọng của ông, Chúa hiểu được rồi, Chúa. Ô và Chúa đổ cái sự thánh độ khủng khiếp, Chúa. Để mà ông không còn thất vọng nữa, Chúa, để tận thể sự ghi tạm biệt của Roma, ghi tạm biệt Vatican, Chúa, để diệt hoàn toàn thế trời này, tất thể mọi sự tà dâm dưới các danh nghĩa khác nhau, bài tà dâm của các quỷ thần, rồi các nữ vương trên trời, tất thể nữ vương của Maria, tất thể các thánh, thở lại các xác chết, đập chết hết thật sự thật thần tượng đó, Chúa, hết nơi đâu bàn chân còn đạp đến, Chúa, sự sự quỷ có đến trên mọi thở thần tượng đó, sự sáng của Chúa nữ trên tất thể nữ vương đó, Chúa, ô tất thể các hệ thống cơ cấu quyền lực đó, Chúa công bố tải cái tái cơ cấu lại, Chúa, để Chúa giật lại tất cả các cơ cấu quyền lực đó về cho Ngài, Chúa, vì năng ân điển và quyền chúng con mà sản nghiệp trở về nguyên chủ, mà sản nghiệp trở về chúng con, Chúa, Chúa giật đi cơ nghiệp của mình, Chúa, và Chúa thánh hóa cơ nghiệp đó, Chúa đưa cơ nghiệp đó dưới trong thiết đàng của Ngài, Chúa làm sạch cơ nghiệp đó, Chúa, Chúa khuấy động kéo biến thiết đàng chúng con lên, Chúa, để cả toàn bộ cơ nghiệp đó được sạch hết, bất luận bệnh gì cũng được sạch hết, Cha, trong danh Chúa Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa dâng Cha mọi sự ngợi khen, cảm tạ vinh hiển chúc tụng, và trong danh Giêsu con đánh địa chỉ lại, chúng con đánh địa chỉ tất cả mọi sự cầu nguyện, mọi sự ngợi khen, thờ phượng, mọi sự chúc tụng, mọi sự cảm tạ đến về một mình Chúa Trời, là đứng giữ trời và đất, Chúa, giữ cấp thần là danh của Ngài Giêsu, là vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Chúa, ghi ngay danh Ngài mọi đầu gối trên trời đều quy lại và thành mọi lời đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôi biết Đức Chúa là Chúa Cha, nhưng Ngài biển đời là vô cùng, nhưng anh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh. Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thôi, tôi stop lại và tôi đi đây.